Nam thần si bít đọ khí chất với tạo hình phim cổ trang đang quay, Gia Luân hứa khải tranh nhau ngôi đầu. Những sau năm giờ đây mang đến một hình ảnh cực kỳ ấn tượng trong những tạo hình cổ trang ở những bộ phim đang quay. Năm 2021 không quá thành công với dòng phim cổ trang của màn ảnh hoa ngữ. Tuy nhiên trong năm tiếp theo, các mọt phim có thể an tâm mà thưởng thức một loạt siêu phẩm đến từ những nam thần si bít đang làm mưa làm gió trên màn ảnh hoa ngữ. Chẳng hạn như Dương Dương với Thả Thí Thiên Hạ, Nhậm Gia Luân với Thỉnh Quân, Hứa Khải với Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, Cung Tuần với An Lạc Truyện. Chắc chắn những năm thần kể trên sẽ gây bão và có màn tranh đấu cực gắt trên mạng ảnh nhỏ năm sau. Thứ nhất nhậm gia luân thỉnh quân Sau thỉnh quân còn chưa nên sóng thì tạo hình của nhậm gia luân đã được dẻo gọi khắp nơi vì quá đẹp. Cụ thể là một vài hình ảnh ghi lại tạo hình của nhậm gia luân trên phim trường thỉnh quân tiếp tục được các blogger đăng tải trên Weibo. Theo đó nam diễn viên diện tay phục lịch lãm, tóc vuốt gọn, khoe trọn, vầng trán rộng, tự tin sải bước, khoe chân dài miên man. Điều đặc biệt cư dân mạng đã phát hiện trong số những tấm hình được đăng tải, có xuất hiện nhân vật mang tạo hình cổ trang đẹp xuất sắc. Thỉnh quân là bộ phim kể về câu chuyện tình giữa chiến thần ngàn năm lục viêm và nữ trải chủ trượng nghĩa vu đăng đăng. Giữa kết cấu đan xen hai thời đại, rất có thể khán giả sẽ sớm ngày được chiếm ngưỡng lục viêm nhậm ra luân trong tạo hình cổ trang. Thứ hai, hứa khải tuyết ưng lĩnh chủ. Mới đây một đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh của hứa khải trên phim trường tuyết ưng lĩnh chủ đã được các blogger đăng tải lên Weibo. Trang phục màu trắng cùng với tạo hình cổ trang khiến Hứa Khải trông như chàng bạch mã hoàng tử bước ra từ trong tranh. Tuyết ưng lĩnh chủ là một trong những dự án cấp S cộng của Tencent khai máy từ ngày 25 tháng 10 vừa qua tại Hoành Điếm. Thuộc thể loại cổ trang huyền huyễn, được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của tác giả ngã cật Tây Hồng Thị, Cà Chua, với sự tham gia diễn trình của Hứa Khải và cổ nực Na Trát. Thứ ba, nêu học nghĩa thiếu liên ca hành. Cách đây không lâu, loạt hình ảnh tại phim trường quay phim Thiếu niên ca hành được chia sẻ ầm ầm trên Weibo tại Trung Quốc. Fan nguyên tắc vẫn không có thái độ mặn mà, nhưng fan của dàn diễn viên thì khen hết lời. Đặc biệt tạo hình vô tâm của Lưu Học Nghĩa và nhân vật tiêu sát do nam diễn viên vô cùng điển trai, Lý Hoành Nghị thủ vai rất được chú ý. Thứ tư, Lý Hoành Nghị, Thiếu niên ca hành Bên cạnh vô tâm Lưu Học Nghĩa, nhân vật tiêu sát do nam diễn viên vô cùng điển trai Lý Hoành Nghị thủ vai, Lý Hoành Nghị cũng được đánh giá rất tốt về khả năng diễn xuất. Dẫu chưa có danh tiếng trong showbiz, diễn xuất của nam thần họ Lý vẫn được người xem đánh giá cao vì sự tự nhiên, hài hước và lôi cuốn. Đặc biệt màn kết hợp với Triệu Lộ Tư khiến Lý Hoành Nghị trước đó trong tác phẩm Thiên Nơi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt nhận được sự ủng hộ từ đông đảo khán giả. Hai nghệ sĩ trẻ hiện là những cặp đôi diễn viên được yêu thích nhất hoa ngữ trong thời gian qua. Thứ năm Ngô Lỗi Tinh Hàn Sản Lạn Cách đây không lâu, một số hình ảnh của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư trên phim trường Tinh Hàn Sản Lạn được lan truyền trên Weibo đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Dù chỉ là những hình ảnh được Papa Jaji ghi lại từ xưa, nhưng người xem vẫn có thể nhìn thấy rõ tạo hình của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư trong dự án này. Tạo hình của Ngô Lỗi trong Tinh Hàn Sản Lạn khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Đặc biệt ánh mắt ngọt ngào của anh dành cho Triệu Lộ Tư càng khiến khán giả thêm phần mong đợi. Trong những hình ảnh có thể thấy tạo hình của Ngô Lỗi trong trưởng thành, trưởng chạc hơn rất nhiều. Nam diễn viên sinh năm 1999 vốn sở hữu vóc dáng cao lớn, nên luôn tạo cho người xem cảm giác cực kỳ đáng tin cậy. Hình ảnh Ngô Lỗi ngồi cạnh Triệu Lộ Tư, vòng một cánh tay qua che chở cho cô đã khiến khán giả vô cùng thích thú. Thứ sáu Trung Hán Lương, Vịnh Thanh Phong, tên cũ Khuynh Thành Diệp Thanh Hoan. Một bộ phim khai máy hôm 30 tháng 11 là Vịnh Phong Thanh. Sau cầm tâm thượng ngọc, ông chủ U50 Trung Hàn Nương chính thức trở lại trường quay cùng dự án cổ trang, mới mang tên Vịnh Thành Phong, tên cũ Khuynh Thành Diệp Thành Hoan. Trong ngày 30 tháng 11, Vịnh Phong Thành đã chính thức khai máy. So với Trung Hàn Nương, Viên Mang Nghiên bé hơn tới 18 tuổi. Tuy nhiên nhờ ngoại hình Trung Hàn Nương trẻ trung phong độ, nên khi đứng cạnh anh vẫn tạo cảm giác rất đẹp đôi. Trước đó khi Trung Hàn Lương đóng cặp với Đàm Tùng Vận, người đẹp nhỏ hơn 16 tuổi, Trung Hàn Nương vẫn gây sốt màn ảnh nhỏ một thời gian dài cho nên các một phim không cần phải quá lo lắng về vấn đề tuổi tác đâu nhé. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Vlog. cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.